Xin chào các bác đang xem kênh Hải Phòng RV. Ngày hôm nay thì bên em có giảm giá cho dòng 55 và 65 inch của TCL mẫu TV QS màn hình đẹp. Và em sẽ cập nhật giá mới để các bác tham khảo mua. Bác nào mà muốn mua hàng bên em, các bác muốn bên em tư vấn trực tiếp, các bác có thể gọi về số tổng đài đó 0974178586 hoặc vào website để tham khảo giá đó là eco.vn. Bác nào mà ở gần bên em thì em cũng mời các bác qua trực tiếp tại cửa hàng, địa chỉ tại km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để có thể xem hàng trực tiếp được. Và sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video mới ngày hôm nay. Ở phần đầu của video thì em sẽ nói về dòng TV của Samsung trước. Và mẫu Samsung được giảm giá trong ngày hôm nay đó là dòng TV 55 RS03B, dòng TV khung tranh của Samsung. Thực tế thì tên khung tranh tên riêng, còn bản chất cái mẫu này cũng là dòng TV QS thôi nhá. Mẫu 55RS03B của Samsung, đây dòng khung tranh này. Dòng khung tranh này thì nó sẽ có sản xuất từ 32 cho đến 85 inch. Và bác nào mà muốn tham khảo những cái giá của những cái mẫu size màn hình khác, các bác có thể bình luận dưới video thì em trả các bác dưới phần bình luận. Còn hiện tại em đang quay cho các bác là dòng 55 inch, 55RS03B của Samsung. Mẫu này thì có màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 120, công nghệ nét viền hai màu và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W, gồm hai củ loa, có hỗ trợ Dolby Atmos. Dòng khung tranh này thì cái cấu hình như em vừa mới nói, nó giống hệt với cả dòng Q70B của Samsung. Và đời ra mắt trong năm 2022, mẫu này thì cũng ra mắt trong năm 2022. Hiện tại trong năm 2023 ấy, thì Samsung họ vẫn tiếp tục sản xuất bán cái mẫu khung tranh này và không có mẫu khác để thay thế cho dòng khung tranh. Vì vậy mà mẫu này thì vẫn là mẫu mới nhất hiện nay rồi. Ngoài cái cấu hình như vậy thì dòng khung tranh còn có cấu hình màn nhám chống chói. Màn nhám thì giúp các bác sẽ không bị chói, không bị bóng mờ trên màn hình. Các bác để TV ở phòng khách có nhiều ánh sáng, xem TV cũng không bị mờ màn hình. Với những dòng TV mà màn hình gương, đây, ví dụ như là màn hình gương như dòng như đây, các bác có thể nhìn thấy này, kể cả những dòng TV QS đời cao như QN90C thì vẫn là dòng gương, thì nó vẫn có một cái độ bóng và nhìn sẽ bị in hình. Còn với những dòng TV mà khung tranh, màn nhám thì đây, các bác không thể có cái hiện tượng là bị bóng mờ, giúp cho cái hình ảnh nó rất là rõ nét khi mà các bác xem ở môi trường có ánh sáng cao. Ngoài như vậy thì dòng khung tranh còn được tặng thêm cho bác là khung treo tường. Khung tranh nhá, khung tranh viền gỗ như thế này. Đây em đang nắp ở trên TV, để trên quầy kệ rồi. Còn nếu bác nào mà tháo ra khi mà chưa nắp ấy, thì cái viền TV sẽ là viền màu đen. Viền màu đen, viền bằng nhựa. Còn đây là cái khung tranh màu gỗ. Ngoài cái khung tranh này thì sẽ có kèm theo đó là giá treo tường. Giá treo tường cho TV này. Chỉ duy nhất dòng TV khung tranh của Samsung thì kèm giá treo tường thôi. Còn những dòng TV khác, kể cả dòng TV QS hay là OS đời cao cấp cũng sẽ không kèm theo giá treo. Giá treo có, chân đế cũng sẽ có nhé. Chân đế đang để hai bên. Các bác thích để trên quầy kệ như thế này cũng được. Hoặc các bác thích treo tường cũng được, không cần phải mua thêm phụ kiện. Ở dòng TV khung tranh của Samsung thì ngoài cái chức năng là giải trí xem nghe nhìn bình thường, còn có khả năng đề co ngôi nhà, các bác có thể copy hay là chụp ảnh gia đình nhà mình, sau đó thì các bác để ra ngoài màn hình chính để làm cái giống như một bức tranh rất là đẹp thôi nhá. Ứng dụng của TV cũng sẽ có đầy đủ như là Netflix này, YouTube, Vion TV 60, FPT Play, rất là nhiều ứng dụng đầy đủ tất cả tính năng, có cả tìm kiếm giọng đọc tiếng Việt và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Ứng dụng thì sẽ không thiếu ứng dụng gì so với những dòng TV khác. Về mức giá thì dòng 55RS03 bên này trong ngày hôm nay bên em giảm giá thêm cho các bác mua hàng đó là 200.000. Giá cũ của nó rơi vào là 14.750.000, nhưng giá mới nhất chuyển qua chỉ còn là 14.540.000, 14.540 cho mẫu 55RS03B của Samsung, dòng TV khung tranh. Đây là mẫu khung tranh các bác nhé. 55 inch, 55RS03B. Bác nào mà muốn mua hàng, muốn tìm dòng TV khung tranh này, các bác có thể liên hệ bên em về số tổng đài đó là 0974178586. Bên em sẽ tư vấn bán hàng cho các bác. Ở dòng TV khung tranh này thì cái tần số quét là 120 các bác nhá.
55 inch là 120, 65 inch cũng là 120. Nhưng mà ở mẫu 50 và 43 thì tần số quét của nó chỉ có 60 thôi. Mẫu này thì các bác có thể so sánh sang được dòng TV Q70B và Q70C của Samsung. Giá thành thì nó tốt hơn. Ví dụ như 55L03B giá hiện tại đang là 14.540. So với cả 55Q70B, dòng Q70B thì đã hết hàng rồi. Nhưng mà trước kia khi mà chưa hết ấy, thì giá thành của nó cũng tầm khoảng là 15 triệu. Bây giờ hiện tại thì nó chỉ tương đương với mẫu này thôi. Còn Q70C năm 2023 thì giá thành nó cao hơn nhiều. Giá Q70C là khoảng hơn 16 triệu. Vì vậy các bác có thể suy nghĩ mình mua dòng khung tranh này, giá thành nó rẻ hơn và cũng được nhiều tính năng hơn. Ngoài xem TV, các bác còn có thể decor trang trí trong phòng khách nhà mình rất là đẹp. Thì ở dòng TV của Samsung, dòng TV QS khung tranh thì trong ngày hôm nay bên em có giảm giá dòng 55 inch này thôi. Qua dòng TV Samsung thì em đã chuyển sang dòng TV của TCL. TCL thì trong ngày hôm nay giảm giá rất là nhiều. Nhiều mẫu TV từ dòng thấp cho đến dòng cao cấp đều được giảm giá cực kỳ sốc các bạn nhé. Thì sau đây em đã chuyển sang dòng 55 inch giảm giá của TCL. Mẫu 55P745. Mẫu P745 đời 2023 của TCL. Đây là mẫu 4K thường. Em sẽ đi từ dòng thấp đến dòng cao các bạn nhé. 55P745 đây. Mẫu này thì ra mắt trong năm 2023 của TCL. Thiết kế viền mỏng, viền bằng kim loại. Viền rất là mỏng, viền bằng kim loại. Chắc chắn, sang, chân đế thì để hai bên như này. Độ rộng màn hình của mẫu 55 inch thì rơi vào 1m24. Mẫu của TCL thì sử dụng là Google TV, có đầy đủ tính năng. Rồi có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Mẫu này còn có thêm cả tìm kiếm giọng nói dành tay, sử dụng công nghệ OK Google để nói trực tiếp với TV, ra lệnh cho TV. Màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60. Công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W. Mẫu TV màn hình 4K giá rẻ của TCL có đầy đủ tính năng. Đây là giao diện chính của TV, giao diện Google TV không nhá. Đây, sử dụng Google TV, ứng dụng nó sẽ có đầy đủ tất cả ứng dụng đây. Sau đây thì em sẽ test thử luôn cái tính năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay trên cái mẫu TV giá rẻ này của TCL. OK Google. Mở YouTube. Đây các bạn nhé. Khi mà các bác nói trực tiếp với TV thì hoàn toàn có thể thao tác để mở ứng dụng tìm kiếm bài hát, tìm kiếm phim trên cái TV này. Nó không cần phải sử dụng điều khiển. OK Google, thời tiết hôm nay thế nào? Đó. Rất là nhiều câu lệnh các bác có thể thao tác trực tiếp với TV. Với cái câu lệnh OK Google này thì không cần phải sử dụng điều khiển nhiều. Thì TV các bác có thể cho người cao tuổi, người già hoặc là có thể cho nhà có trẻ nhỏ vẫn có thể sử dụng được khi các bác nói chuyện trực tiếp với TV. Về mức giá của dòng 55P745 này thì trong ngày hôm nay bên em giảm giá là 400.000. Giá thành cũ của nó rơi vào 8.650.000. Nhưng giá mới nhất chuyển qua chỉ còn là 8.240.000 thôi. Giảm 400.000 trong ngày hôm nay. Và giá cuối trừ hết quà sẽ còn là 8.240.000. Mẫu 55 inch màn 4K của TCL đời mới năm 2023 các bạn nhé. Đây là mẫu đầu tiên. Tiếp theo mẫu thứ hai được giảm giá trong ngày hôm nay, đó là dòng TV đời cao. Đời cao của TCL, dòng TV QS 55C745. Mẫu này thì màn hình QS, màn hình đẹp hơn, độ phân giải vẫn là 4K nhưng mà cái chất lượng hình ảnh, rồi cái độ thương phản, rồi chi tiết hình ảnh nó sẽ cao hơn so với cả dòng 4K vừa rồi. 55C745, đời C745 cũng là đời TV mà gần như là cao nhất của TCL trong năm 2023. Cao hơn mẫu này thì chỉ còn dòng C845 thôi. Đời C745 là đứng thứ hai rồi. Mẫu này thì màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét thực là 120 và có thêm công nghệ hỗ trợ VRR ở tần số quét là 144Hz và 240Hz ở chế độ màn hình 2K dành cho game thủ chuyên nghiệp. Mẫu 55C745, đây cũng là cái mẫu TV mà gần như là có tần số quét cao nhất hiện nay trên thị trường.
các hãng khác như là Samsung, Sony hay là LG thì không có mẫu nào mà có hỗ trợ tần số quét lên tới 240Hz cả. Duy nhất chỉ dòng TV của TCL thôi. Thiết kế của nó thì vẫn là thiết kế viền mỏng, viền kim loại tràn viền vô cực. Chân đế thì thiết kế đặt chính giữa. Chân đế của mẫu này thì là dòng C745 ấy, thì chân đế bằng nhựa các nhá. Chân đế giống với cả mẫu Q60B của Samsung. Nắp nhựa có thể tháo ra được. Tháo ra thì nhìn chân đế như thế này. Về âm thanh của dòng C745 thì âm thanh của nó sẽ có tổng công suất là 50W không nhá. 50W cao hơn so với những dòng đời trung và đời thấp, dòng cao cấp, vì vậy mà cái âm thanh nó cũng sẽ đầu tư cao hơn. Hoặc các bác muốn kết nối sang loa 63 bên ngoài, các bác cũng có thể kết nối được qua không dây hoặc là qua optical. Nghe loa 63 bên ngoài thì nó cũng sẽ hay hơn, công suất cao hơn so với cả loa của TV. Màn hình rồi âm thanh thì đều có những đặc điểm rất là nổi bật ở dòng TV của TCL. Giao diện TV thì vẫn là sử dụng Google TV, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay, mẫu 55C745 này. Về mức giá thì trong ngày hôm nay bên em giảm giá là 700.000 cho mẫu 55C745. Giá thành cũ của nó rơi vào 13.550.000, nhưng mà giá mới nhất chưa hết quà trong ngày hôm nay trừ 700 thì giá còn là 12.850.000. Mẫu 55C745 giảm giá rất là nhiều cho mẫu 55 này. Màn đẹp không nhá, màn QS, màn đẹp rồi. Rồi tần số quét cao. Mẫu này nếu như các bác so sánh cấu hình thì cao hơn cả so với cả dòng Q cao hơn so với cả Q70B, Q70C của Samsung. Các bác có thể so sánh sang được dòng màn hình đẹp tương đương với dòng Q80 hoặc là dòng X90K của Sony. Màn QS, màn đẹp, tần số quét 120. Qua dòng 55 inch của TCL thì em đã tiếp tục chuyển sang dòng 65 inch. Ở mẫu 65 inch của TCL thì cũng sẽ được giảm giá cho mẫu 65C745. Thì đây coi nhá, 65C745 của TCL cũng dòng TV QS 4K, màn hình 120Hz, tần số quét thực và hỗ trợ công nghệ VRR 144Hz. Rồi chế độ màn hình 2K 240Hz, mẫu 65C745, màn hình size to hơn. Độ rộng màn hình của mẫu 65 inch thì rơi vào là 1m46. Thiết kế viền mỏng, viền bằng kim loại, tràn viền vô cực và chân đế đã chính giữa như này. Về cấu hình TV thì giống với cả mẫu 55 ở trên này, nhưng mà size màn hình thì 65 inch rộng hơn. Về mức giá thì dòng 65C745 này trong ngày hôm nay được giảm giá nhiều nhất. Giảm giá tới là 1.2 triệu các bác nhá. Giá thành cũ của nó rơi vào là 16.750.000. Nhưng mà giá trừ hết quà, trừ đi 1.2 triệu thì hiện tại còn 15.530.000 cho mẫu 65C745 của TCL. Màn 4K tần số quét 120, sử dụng Google TV, có tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Đầy đủ tính năng, màn đẹp, cấu hình cao của TV TCL. Bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu như sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất. Hàng của TCL thì xuất xứ tại Việt Nam. Đây là mẫu đời cao cấp của TCL nhé các bác nhé. Nếu như các bác mà đang phân vân giữa dòng Samsung, LG với cả TCL thì các bác có thể so sánh cái mẫu này sang dòng Q80 của Samsung. Q80B, Q80C của Samsung đều có thể so sánh được. Cấu hình con này còn cao hơn, tần số quét còn cao hơn so với cả Samsung cơ. Giá thành thì rẻ hơn nhiều, giá hiện tại đang bán chỉ có hơn 15 triệu. Và ở dòng TV 65 inch của TCL thì trong ngày hôm nay bên em còn giảm giá thêm cho cả dòng 65Q646. Mẫu 65Q646 thì đời thấp hơn một chút so với cả dòng C745 vừa rồi. Đây 65Q646 đều là mẫu ra mắt trong năm 2023 của TCL. Mẫu này thì có màn hình tần số quét thực là 60 nhưng mà có hỗ trợ DLG lên tới là 120Hz. Vẫn là sử dụng hệ điều hành Google TV 4K, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Thiết kế là viền mỏng, viền kim loại và chân đế ở hai bên. Đời Q646 thì thấp hơn so với cả C745. Màn hình của nó thì cũng là màn hình QF nhưng mà tần số quét thực chỉ có 60 thôi. Hỗ trợ Dolby Atmos đầy đủ, âm thanh của nó thì chỉ có 20W.
Và mẫu 65Q646 thì trong ngày hôm nay bên em giảm giá cho cái mẫu này, thì giảm cũng tương đối là nhiều, giảm 600.000. Giá thành cũ của nó rơi vào là 13.450.000. Mà giá mới nhất chuyến qua trong ngày hôm nay chỉ còn là 12.850.000 cho mẫu 65Q646 các bác nhé. Mẫu QS màn hình được hỗ trợ công nghệ được lên tới là 120Hz. Mẫu Q646 này các bác so sánh sang được dòng Q70 của Samsung hoặc là dòng TV không tranh vừa rồi, có thể so sánh ngang được. Như vậy là hôm nay bên em có giảm giá tổng sẽ là 5 mẫu, 1 mẫu TV của Samsung không tranh và 4 mẫu TV TCL dòng TV QS màn hình đẹp để các bác mua hàng. Bác nào mà muốn mua hàng bên em, các bác có thể gọi về số tổng đài đó 0974178586 thì bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác. Video cập nhật giá đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video sau.